Chào các bạn, chào quý bà con. Thì chiều nay mình chia sẻ với các bạn cái lá rấy á các bạn. Mình thả vô mình cho mấy con ốc bu con nó ăn á. Thì bây giờ chắc khoảng 7 giờ mấy á các bạn. Mình ra mình quay cho các bạn xem cái nó ăn như thế nào nha. Đây các bạn. Nó ăn rất là nhiều luôn nè. Thì nói chung thì bây giờ nó mới ra nó ăn nhiều nha các bạn. Đó, các bạn thấy nó bám luôn, quá trời luôn đó. Nó nằm ở trên cái mặt trên rồi ở cái mặt dưới lá nữa nha. Đó, rất là nhiều nha các bạn. Ở bên kia nữa kìa. Đó. Rất là nhiều. Thì mình quay cho các bạn xem. Chứ để chiều này mình thải cái lá vô rồi thì không có con nào hết. Thì mình đợi khoảng 7 giờ mấy mình ra mình quay cho các bạn xem. Rất là nhiều luôn. Nói chung thì con ốc bu con này nó rất là khoái ăn cái lá này nha các bạn. Nó rấy á, cái lá chiều mình video trước mình có chia sẻ các bạn rồi á. Thì nói chung bây giờ mình chủ yếu mình quay cho các bạn xem cái tốc độ nó ăn mồi như thế nào thôi. Rất là nhiều luôn nha các bạn. Ngoài đây nữa nè. Đó, nó ăn hai cái dọc lá luôn đó, các bạn nhìn thấy không? Đó, nó ăn ngoài ngoài hai cái rìa ngoài lá nè. Đó, bên bên đây và bên kia nữa nè. Đó, ngoài đó một miếng lá nữa đó các bạn. Bên đây nữa nè. Đó, rất là nhiều. Thì để mình zoom lên cho các bạn xem nha. Rồi. Đó các bạn. Nói chung ban đêm cũng các bạn thông cảm nha, tại vì nó đi ốc thì nó thích ăn ban đêm, mình mới quay như vậy thì nó mới thấy nhiều, chứ ban ngày nó rút hết rồi các bạn ơi. Rất là nhiều luôn, nó ăn rất là mạnh. Đó các bạn, nó ăn rất là mạnh luôn nha các bạn. Nói chung cái lá này là nó rất là thích ăn. Thì nó khoảng tháng mấy tuổi thì các bạn kiếm cái lá này cho nó ăn nha. Ăn là nó phát triển các bạn ơi. Các bạn nhìn thấy nó đeo bít cái lá luôn á, mặt trên và mặt dưới nữa nha các bạn, ở dưới nữa nha, chứ không phải là nằm ở trên không nha các bạn. Nhìn thấy mê ha các bạn. Thì nói chung đây thì cũng một số ốc tháng mấy tuổi thôi, còn một số mà ốc 3-4 ngày tuổi thì mình đang ươm trong cái thùng xốp các bạn, chưa có cho vô đây. Đó, cái lá này là nó đeo rất là nhiều luôn nè. Mình đi thăm ăn đêm vậy á, mình mới biết coi cái tốc độ nó ăn mồi như thế nào, thì mình biết cái con ốc nó có khỏe hay không, hay là nó có triệu chứng gì không nha các bạn. Thì nó mà ăn đêm như vậy á, tốc độ nó ăn như vậy thì nó rất là ok, không có vấn đề gì nha các bạn, rất là khỏe. Mình cần bổ sung cám và thức rau xanh vô cho nó. Cái lá bên đó là nó ăn nhiều nhất luôn á, bu rất là nhiều. Rồi cái lá này nữa nè. Thì nói chung giờ tới sáng là hết luôn nha các bạn, chứ còn cái cọng không á.
nó bám vô nó ăn đó các bạn ơi. Đó, thấy không? Từ từ nó bám vô nó ăn đó. Nói chung bây giờ tới sáng là có bao nhiêu con là nó ra nó đeo vô mấy cái lá này nó ăn hết luôn. Thì thôi bây giờ mình xin kết thúc video tại đây nha các bạn. Thì mình quay chia sẻ cho các bạn xem nó ăn cái lá rán này như lá rấy này như thế nào. Nó ăn rất là mạnh và nó rất là thích ăn cái lá này nha các bạn. Rồi. Rồi, xin chào tạm biệt các bạn nha.